Mới đây, hình ảnh một chiếc ô tô màu trắng bị dán kín băng vệ sinh được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Được biết, sự việc trên xảy ra tại ngõ 131 Thái Hà, Hà Nội. Bức ảnh được lan truyền rộng rãi cùng dòng chia sẻ: siêu phẩm ô tô bay cùng hàng ngàn đôi cánh bất ngờ xuất hiện, chẳng biết do chủ xe ăn ở hay là chủ xe thích thế nữa. Theo đó, một chiếc ô tô màu trắng bị dán chằng chịt hàng trăm chiếc băng vệ sinh đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân nơi đây. Bức ảnh sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng dậy sóng, rất nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra. Nhiều người cho rằng có thể do chủ nhân đậu xe sai vị trí nên mới bị dằn mặt như thế. Chỗ này là vỉa hè thì làm gì của ai mà dán? Có chăng đậu mé cổng bốc hàng của siêu thị hoặc xí chỗ của bác nào nên mới bị? Thậm chí có người còn hài hước đùa vui rằng đây là bùa trừ tà trong tháng cô hồn. Bùa trừ tà ma trong tháng cô hồn đấy, các chế chả biết gì cả. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là trò đùa giỡn của những người bạn với nhau. Tuy nhiên, đùa như này thì hơi quá trớn rồi. Hiện vẫn chưa xác định được chủ nhân và nguyên nhân của chiếc xe bị băng bó trên. Tuy nhiên, bức ảnh vẫn đang tiếp tục được lan truyền và thu hút sự quan tâm của cư dân mạng với hơn 8.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ. Trước đó, một sự việc tương tự cũng từng xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cô gái 23 tuổi, Li Tan, đã đi mua 30 gói băng vệ sinh và dán kín chiếc xe ô tô của chàng người yêu vì ghen tuông. Cuối tháng 7 vừa qua, trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội, một chiếc xe ô tô cũng từng bị phủ kính sơn trắng vì dừng đổ xe vô ý thức. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!